Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm nay thì Thành Quyền tiếp tục cập nhật một số những cái nội dung liên quan đến câu chuyện của chị Lan Cao Tốc và một thông tin khá là đặc biệt trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới có một cái thông tin cảnh báo vô cùng quan trọng đối với những cái nhân vật, đặc biệt là những cái nhân vật tham gia trên không gian mạng xã hội, mà Thành Quyền thấy rằng đó thì bên phía phe đối lập, kể cả trong đó có chị Lan luôn, thì đưa những cái nội dung này từ báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải đó cô chú anh chị, thì để nói rằng gọi là đe dọa mấy YouTuber, đặc biệt là những mấy thằng YouTuber mà ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo rồi, tụi mày là coi chừng, sắp tới đây là tụi mày gọi là bị bế từng thằng hết. Thì cụ thể trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng như thế nào, và đặc biệt hơn cái thông tin mới nhất của chị Lan mà mình thấy rằng trên kênh của bạn Rất Việt cũng vừa mới chia sẻ về cái nội dung mà cách đây vài năm trước là chị Lan đã từng xúc phạm, chửi bới thẩm phán trong một cái vụ án mà liên quan đến chị Lan rồi, và cho thấy rằng là cái câu chuyện mà Linh Lan xúc phạm thẩm phán đó, xúc phạm cơ quan chức năng đó cả nhà, đây không phải là lần đầu tiên mình nghe cái thông tin này, mình thấy rằng là ghê gớm lắm cả nhà. Bởi vì đó đã từ rất lâu rồi, chứ không phải đây là lần đầu Đinh Lan có những cái nội dung vu khống xuyên tạc như vậy. Nhưng mà chị này vẫn an toàn, không có ai xử lý, thậm chí là không một lần xử phạt vi phạm hành chính. Cái của anh chị có thể thấy rằng là rất nhiều những cái đoạn clip cũng đã được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Khi mà có cơ quan chức năng, Đinh Lan chửi lộn luôn, Đinh Lan gọi là xúc luôn anh công an. Cô chú anh chị còn nhớ lúc mà anh công an lại đọc gọi là cái thông báo của gọi là cơ quan chức năng, thì chị Lan chị ấy gọi là chửi luôn anh công an trong một đoạn clip mà nó được đăng tải. Một cái nội dung liên quan đến một cái vụ án mà Đinh Lan là nguyên đơn đó, Đinh Lan đi kiện người ta đó cả nhà, thì Đinh Lan gọi là xúc phạm luôn thẩm phán. Thì được biết rằng đó là từ năm 2020 rồi, như vậy là cách đây đã 4 năm rồi, là cái hành động của chị Lan đó nó diễn ra rất là nhiều lần, chứ đây không phải lần đầu, nhưng mà chị này vẫn an toàn. Thì mình thấy lạ cái điều này nha cô chú anh chị, biết rồi mình thấy gọi là mình sợ chị Lan luôn đó cả nhà. Rồi trước tiên đó, thông tin liên quan đến trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh có nhắc tên đến câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng như sau: báo động nàng sử dụng mạng xã hội để giải quyết tranh chấp. Vừa qua, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt tù đối với bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đây là một trong những vụ án điển hình về việc sống ảo nhưng đi tù thật. Thì báo Công an Thành phố nhắc cái vụ án của cô Nguyễn Phương Hằng vừa phúc thẩm tại Tòa án cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh ha. Vậy thì tiếp theo họ sẽ phản ánh như thế nào, mà bên phía phe đối lập đó họ cho rằng là toan mấy thằng YouTuber rồi ha. Vụ án như là hồi chuông gióng lên cảnh tỉnh mọi người về chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội hiện nay. Thế nhưng, những ngày qua, dư luận lại xôn xao khi tài khoản Thắng Đặng trên Facebook đưa thông tin ông DCM, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thương tín Sacombank bị cấm xuất cảnh. Sacombank đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng thông báo đây là thông tin bịa đặt và vu khống nhằm bôi xấu lãnh đạo Sacombank. Thông tin không đúng sự thật này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cá nhân của ông DCM cũng như hoạt động của Sacombank. Thì cái câu chuyện này đó là nói chung là nó rất là hot, vì Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ngân hàng Sacombank đã bị đưa những cái thông tin gọi là bịa đặt, là cho rằng liên quan đến vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Thì sau đó đó, về phía người phát ngôn chính của Bộ Công an là Trung tướng Tô Ân Sô cũng đã lên tiếng rồi và sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Chứ đâu phải là một gọi là một vị gọi là chủ tịch đồng quản trị một ngân hàng lớn như vậy đó cả nhà, đâu phải là đưa thông tin như vậy là không ảnh hưởng đâu, ảnh hưởng cực kỳ ghê gớm. Thậm chí cái vấn đề gọi là liên quan đến cái thị trường cổ phiếu hoặc là chứng khoán của Sacombank đó, nó rớt thảm hại, thậm chí là người ta bán tháo bán đổ, khiến cho gọi là ảnh hưởng, nói chung là ghê gớm lắm. Cho nên cái vấn đề mà cái sự việc mà báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đăng tải đó, mình thấy rằng là để phản ánh thêm một số những cá nhân mà tung những cái thông tin bịa đặt vu khống mà thôi, chứ đâu có cái câu chuyện liên quan đến gọi là YouTuber của bà Hằng gì đâu. Có nghĩa là người ta mang cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng để làm một cái gọi là ví dụ, một cái điển hình
về cái câu chuyện sử dụng mạng xã hội thôi. Tiếp theo, một tài khoản Facebook Thắng Đặng đăng bài viết không đúng sự thật đã được Bộ Công an kịp thời thông báo, theo đó thông tin cấm xuất cảnh đối với ông DCM là không đúng sự thật. Tuy sự thật đã rõ nhưng hậu quả để lại là không nhỏ, giá cổ phiếu của Sacombank giảm mạnh. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an, đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thì mình hoàn toàn đồng ý với những cái kẻ mà gọi là đưa thông tin gọi là vu khống như thế này. Cũng có thể là những cái nhân vật này đã được thuê mướn từ những đối tác, hay lộn, từ những gọi là những cái đối thủ cạnh tranh của Sacombank hay có chú chị, để đưa ra như vậy nhằm gọi là triệt hạ đối thủ của mình đó. Tương tự, tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Bích Ngọc đã sử dụng hình ảnh của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Lan Phương, trụ sở trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Phú Nhuận, kèm theo những lời nói không đúng sự thật, vu khống công ty lừa đảo bà Nguyễn Thị Phước, giám đốc công ty Lan Phương cho biết. Thì mình thấy rằng đa số những cái kẻ này là toàn là tấn công doanh nghiệp không à. Những cái Facebook này đó đa số là tấn công doanh nghiệp. Mà mình thấy cái thông tin này đó, nó lại giống giống lắm, giống giống với chị Lan. Giống giống với chị Lan, với những cái đối tượng mà tấn công gọi là doanh nghiệp của gọi là ông Huỳnh Uy Dũng, Đại Nam nè. Chị Lan chị đăng bài, chị chia sẻ bài này, nó là YouTuber và Nguyễn Phương Hằng toan rồi, nhưng mà chưa biết ai toan đâu cô chú anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì đa số những cái thông tin mà trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải, đa số những cái kẻ này đăng những cái bài vu khống cho doanh nghiệp và gọi là những cái việc liên quan đến ngân hàng. Toàn là doanh nghiệp lớn không, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, ảnh hưởng rất lớn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vậy thì theo cô chú anh chị, Lan nè, Thám Tử Cao nè, rồi là những cái kẻ như Lê Minh nè, thằng Bảy Gà nè, là những cái kẻ mà đưa những cái thông tin bịa đặt liên quan đến Đại Nam đổi chủ, Đại Nam nợ hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn tỷ đồng bà Nguyễn Phương Hằng, nói chung là nợ chúa chỏm, nói chung là hết khả năng chi trả, bán Đại Nam luôn rồi, có ảnh hưởng không? Những đối tác của khu du lịch Đại Nam, đối tác của công ty cổ phần Đại Nam, đối tác của ông Dũng, người ta nghe vậy người ta có gọi là sợ không? Sợ hãi liền, sao dám hợp tác cả nha, vậy có ảnh hưởng hay không? Chỉ đối với cái thông tin này thì chị Lan lại cho rằng nguy hiểm với đối với mấy thằng YouTuber đó. Ý Đinh Lan nói Đinh Lan bị tấn công, Đinh Lan đó cả nhà. Trời, mình chưa thấy người nào mà tự tin như chị Lan, chưa thấy một người gọi là tự tin mức độ nó kinh khủng như vậy. Thì mình thấy rằng là liên quan đến cái thông tin này, trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói rất là rõ, mạng xã hội đem lại nhiều hệ lụy, đó là sự xuất hiện với hành vi bôi nhọ tin giả tràn lan, gây tổn hại nghiêm trọng uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, gây tổn hại kinh tế thương hiệu, gây phức tạp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thì theo luật sư Nguyễn Văn Khôi, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, việc người dân sử dụng mạng xã hội thay cho cơ quan nhà nước, tòa án để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp hợp đồng rất dễ dẫn đến vi phạm luật điều 331 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 đã quy định. Thì mình thấy rằng 331 đối với chị Lan nó hoàn toàn hợp lý, thậm chí hợp lý hơn cả chị Ni, hợp lý hơn cả anh Sĩ luôn cả nhà. Nói về cái gọi là cái câu chuyện mà đưa thông tin bí mật đời tư cá nhân của bà Hằng hay là ông Dũng để mà vu khống bôi nhọ danh dự người ta, Hàng Ni nói chung là chỉ là con số nhỏ của chị Lan thôi. Hàng Ni 10 clip không, Đinh Lan 100 clip, Đinh Lan 3-4 kênh chứ không phải là một kênh, thậm chí trên Facebook nữa cả nhà, nó ghê gớm đến mức độ đó đó. Nhưng mà cái câu chuyện mà ngày hôm nay khi mà phiên phúc thẩm kết thúc thì Đinh Lan tấn công luôn cả thẩm phán. Và cái câu chuyện này đó thì mới đây thì mình thấy rằng Rất Việt chia sẻ một cái thông tin nội dung, một cái bài viết của chị Lan viết trên Facebook mà cách đây 4 năm rồi, là Đinh Lan đã từng chửi thẩm phán rất nhiều lần trong vụ án mà Đinh Lan đi tố cáo người khác ha. Thì Đinh Lan chửi, nói chung là chửi thẩm phán không có còn gì luôn, chứ không phải đây là lần đầu tiên mà Đinh Lan xúc phạm ba vị thẩm phán trong cái phiên phúc thẩm đâu cô chú anh chị. Nói chung là ghê gớm lắm, mình thấy nói chung là mình càng lúc mình càng sợ luôn. 4 năm trời nay chị Lan đã làm điều này rồi nhưng mà không bị gì, thấy ghê chưa? Như vậy thì cái độ xuyên tạc của chị Lan tới đâu hay cả nhà, để mình chia sẻ lại cái bài viết này. Đinh Lan đã viết ngày 13 tháng 6 năm 2020, bà thẩm phán Vũ Thị Huệ này muốn mất chức sao, dám động đến Đinh Lan này vậy nè, thấy ghê chưa? Đinh Lan nói là bà thẩm phán muốn mất chức hay gì mà dám động đến Đinh Lan vậy nè.
Nhưng mà theo thông tin tìm hiểu thì vị thẩm phán Vũ Thị Huệ này cho đến thời điểm này người ta vẫn làm thẩm phán nha. Đến thời điểm này người ta vẫn làm thẩm phán đó. Tôi là nguyên đơn trong vụ kiện đòi lại tài sản. Vì tôi bận học các buổi chiều nên mới không đến tòa lần thứ nhất. Và nhắn tin gọi điện nói chuyện trực tiếp với bà ta về việc xin tòa sắp xếp vào buổi sáng. Có nghĩa là phiên tòa người ta dự kiến diễn ra ta sắp xếp là buổi chiều. Nhưng mà Đinh Lan nói Đinh Lan bận rồi. Lan không có Lan bận học. Đinh Lan không có tới tòa được, sắp xếp cho tôi buổi sáng đi. Tại vì Đinh Lan đã nói rằng là mình là nguyên đơn, mình đi kiện, mình có quyền. Ghê vậy. Lý do gì mà cứ bắt tôi phải đến buổi chiều và đưa cho một thằng lưu manh đến đập cửa nhà tôi từ hôm qua đến nay và dán bản photo giấy trước cửa nhà tôi nữa chứ. Thấy ghê không? Bên phía tòa án người ta cử người đến thông báo cho Lan về cái việc phiên tòa mở buổi chiều, tống đạt quyết định cho Lan. Đinh Lan nói là tại sao mà bà thẩm phán này cử một thằng lưu manh giang hồ đến nhà Đinh Lan dán. Tại vì Lan không có nhà thì người ta phải dán. Mà theo mình thấy rằng là chị Lan có đăng là người ta nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Tống đạt quyết định có cái gì đó thì gọi lại cho em. Vậy thôi đó cả nhà. Mà Đinh Lan nói là thằng lưu manh, mà đó là nhân viên của tòa án đó cô chú anh chị. Trời ơi, mình thấy ghê thiệt. Tôi có số điện thoại và địa chỉ rõ ràng mà không gọi mà đến đập cửa ầm ầm. Là lý do gì hả bà thẩm phán Vũ Thị Huệ? Muốn làm hàng xóm tôi hiểu nhầm là tôi vi phạm pháp luật gì đó nên mới thuê người làm nhục tôi à, con mụ kia. Ôi trời, thẩm phán mà Đinh Lan kêu bằng con mụ kia. Bởi vì ta nói cái vị thẩm phán Huỳnh Thanh Viên trong cái phiên tòa phúc thẩm vừa rồi đó cả nhà, mình thấy rằng là vẫn còn hiền luôn các cô chú anh chị. Mai là có quay lại hết, có đăng trên một số các cơ quan báo chí, chứ không thôi là toan với Đinh Lan nữa rồi. Nói chung là Đinh Lan vu khống cực kỳ đó. Mà cái sự việc này cái đây 4 năm rồi đó, là Đinh Lan đã xúc phạm thẩm phán người ta như vậy rồi đó ha. Hôm nay đi học xong lên cửa hàng vài về tới nhà thấy bản niêm yết dán trên cánh cửa nên vừa điện thoại chửi cho cái thằng giang hồ mất dạy mà bà thẩm phán Vũ Thị Huệ phái đến rồi. Trời, người của tòa án người ta trợ lý phiên tòa đó cả nhà, tại cơ quan chức năng luôn đó. Người của cơ quan chức năng đến tống đạt quyết định Lan không có nhà. Rồi vị thẩm phán đã từng gọi điện cho Lan luôn, nhưng mà Lan đi bận học bận rồi, bận không có tiếp. Mặc dù Đinh Lan đi kiện người ta, có nghĩa là mình đi kiện nhờ cơ quan chức năng họ xem xét và giải quyết. Cơ quan chức năng người ta đâu phải giải quyết của một mình bà đâu bà Lan. Một ngày bao nhiêu cái vụ án, đâu phải một mình bà, pháp luật là của nhà bà, muốn làm cái nào mở cái nào là mở. Cô chú anh chị, cô chú anh chị thấy chị Lan lãng nhách đâu. Rồi đó là tôi buổi sáng tôi bận học rồi, làm buổi chiều đi. Cái đầu cơ quan chức năng là người ta tống đạt quyết định, không có chị Lan nhà, ta dán giấy trước cửa thôi. Chửi người ta không còn gì, chửi giang hồ mắc dạy, chửi thẩm phán là con mụ luôn. Quý vị thấy ớn chị Lan chưa? 4 năm nay, cái vụ này 4 năm trước rồi đó cô chú anh chị. Lần trước bà Huệ còn gọi điện cho tôi đến lấy giấy triệu tập. Tôi là nguyên đơn chứ không phải là bị đơn. Mà lần này bà đặt bài trò mắc dạy làm nhục tôi vậy đó. Muốn gì thì gọi trực tiếp cho tôi nè. Thấy ghê chưa? Chữ thẩm phán bài trò mất dạy dán trước cửa nhà Lan. Nhưng mà mình thấy là chị Lan chụp hình lại là người ta ghi rất là nhẹ nhàng. Tống đạt quyết định có thắc mắc gì gọi điện cho em nhé. Như vậy thôi, chửi người ta giang hồ. Đinh Lan người ta đến nhà chị Lan kêu hoài, chị Lan không ra, điện thoại Đinh Lan quắt máy thì người ta gõ cửa đập cửa. Chị Lan chửi không còn gì á cô chú anh chị. Nói chung là mình thấy rằng là mình thấy cái thông tin này 4 năm trước mình cảm thấy mình sợ chị Lan luôn, ngán chị Lan dữ lắm luôn cô chú anh chị ơi. Không biết là cô chú anh chị có sợ không chứ em thấy cảm thấy em sợ chị Lan rồi đó. Như vậy là chị Lan đã làm cái điều này nó nhiều lần lắm, đây không phải lần đầu tiên. Không phải lần đầu tiên Đinh Lan xúc phạm chửi bới gọi là thẩm phán đâu cả nhà. Trời ơi, mình thấy rằng là có lẽ rằng cơ quan chức năng đó, ai mà thụ lý những cái vụ việc liên quan đến chị Lan đó, người ta cũng chung cũng gọi là sợ, cũng ấy chị Lan lắm cả nhà. Cũng mệt mỏi chị Lan lắm cô chú anh chị, mệt mỏi dữ lắm luôn đó cả nhà. Đinh Lan phải làm theo ý của chị Lan, làm chịch cái là Lan chửi người ta không còn gì hết trơn cô chú anh chị. Nhưng mà mình công dân mà, lúc nào mình cũng mở miệng ra mình nói thượng tôn pháp luật, mình có quyền như vậy không cả nhà? Mà 4 năm nay rồi, 4 năm nay Đinh Lan không bị gì hết cô chú anh chị, cho đến thời điểm này vẫn đang tiếp tục những cái hành động đó. Mình không tin
không tin có một cái kẻ gọi là có thể nói là ngồi xổm như vậy được cả nhà. Cũng phải có một gọi là cái quyết định, một cái điều gì đó để mà ít nhất là cũng phải có một thông tin chính thức về những lá đơn tố cáo của bộ Nguyễn Phan, đặc biệt là từ phía PC02, kết quả điều tra như thế nào đối với cái đối tượng Đinh Thị Lan này của chú anh chị. Không biết rằng cô với chị đánh giá như thế nào về nội dung ngày hôm nay, đặc biệt là cái sự ghê gớm dữ tợn của chị Lan. Mỗi ký đóng góp để lại dưới phần video để xem mình có thể tham khảo. Xin cảm ơn vì rất là nhiều. Nếu mà yêu thích video, yêu thích kênh thì mong rằng cô chú anh chị cho em một like, một đăng ký, một chia sẻ giúp kênh phát triển hơn. Em cũng sẽ cố gắng cập nhật liên tục, đặc biệt là những cái tình hình mới nhất trong khoảng thời gian sắp tới, sắp đến lễ 30 tháng 4 và những cái thông tin liên quan đến tin tốt của CEO Nguyễn Phương Hằng. Còn cái câu chuyện của thằng thám tử Dơ thì cả nhà, thì mời quý vị qua cái kênh Tin Nóng Sốt, em sẽ ngày ngày chăm sóc thằng thám tử Dơ ở bên kênh đó nha. Rồi, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay, Thanh Quyền xin phép được quảng cáo hai cái sản phẩm mà Thanh Quyền đang bán trên nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm đầu tiên đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, xuất xứ từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha cô chú anh chị, bảo đảm 100% nguyên chất. 1 lít là 1,5 triệu, một chai như vậy là nửa lít là 750.000 miễn phí ship. Còn đây chính là một sản phẩm đặc sản của quê hương Cà Mau, do chính tay mẹ của em làm luôn cả nhà. Đó chính là tôm sẻ, con hay gọi, người ta gọi là tôm lụi đó cả nhà. Nhiều quý vị khán giả hỏi con tôm sẻ là gì, là con tôm nguyên con đó, mình sẽ ra mình phơi khô rồi trong đó có ốp một chút tiêu, một chút ớt để tăng thêm cái hương vị. Đây là một bịch nửa ký nha cả nhà, một bịch nửa ký nửa ký là 800.000, một ký là 1,6 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng đó thì ủng hộ Thanh Nguyên qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Đây là mật ong rừng nguyên chất nha. Đây đó chính là tôm lụi, tôm sẻ. Xin mời tất cả các chú anh chị chốt đơn.